Chương 01. Triệu Hoán Thần Long Thiếu Niên. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Địa cầu 199999, Tức Vũ Trụ Điện ảnh Marvel, năm 2008, nước Mỹ, New York thị, Manhattan, Clinton Khu. Clinton Khu bình thường bị tục xưng là Heo Kitchen Clinton Công viên phụ cận một đầu thương nghiệp trên đường, một cái 18-19 tuổi châu Á thiếu niên, bước chân vội và chui vào hẻm nhỏ từ trong túi áo trên móc ra một chuỗi chìa khóa, mở ra một gian tiểu điếm cửa sau. Cái này dáng người phổ thông, tướng mạo bình thường châu Á thiếu niên, tay phải trên mu bàn tay có một mảnh kim sắc hình xăm, hình xăm đồ án là một lớn bốn nhỏ chung năm viên ngôi sao năm cánh, liền cùng hoa quốc ngũ tinh hồng kỳ giống nhau như đúc. Hư hư thực thực người hoa cái này châu Á thiếu niên, tại đi vào cửa hàng về sau, thật nhanh đem cửa sau khóa kín, không dặn nổi xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đi tới trong tiệm tầng hầm thiếu niên lần nữa khóa cửa về sau, bước nhanh đi đến tầng hầm trung ương, dở xuống trên người ba lô, từ trong bọc móc ra sáu viên quả táo lớn nhỏ thủy tinh cầu, trân trọng từng cái đặt ở trên sàn nhà, nhìn hắn kia thận trọng tư thế, liền phản phất những này thủy tinh cầu, quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh. Nhìn kỹ lại, cái này sáu viên không màu trong suốt thủy tinh cầu, đều là giống nhau lớn nhỏ, nhưng lại không giống nhau, nội bộ có số lượng không giống nhau kim sắc ngôi sao năm cánh. Từ nhất tinh thẳng đến thất tinh, ở trong thiếu duy nhất ngũ tinh. Cất đặt tốt thủy tinh cầu về sau, thiếu niên mặt mũi tràn đầy kích động giang hai cánh tay ra, trong miệng hô lớn. Xuất hiện đi. Thần Long. Thực hiện nguyện vọng của ta đi. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, cái gì cũng không có phát sinh. Không cần quan tâm đến tầng hầm không có gió loại này chi tiết. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy mộng bức ngu ngơ sau một lúc, bỗng nhiên vỗ óc một cái, cả người ngồi sổng người xuống đi, đem mang theo ngũ tinh hình xăm tay phải, cùng sáu viên thủy tinh cầu đặt ở cùng một chỗ, lần nữa hô lớn. Xuất hiện đi. Thần Long. Thực hiện nguyện vọng của ta đi. Lần này, tiếng nói của hắn chưa rơi, trên đỉnh đầu đèn điện, đột nhiên liền lúc sáng lúc tối lấp lóe lên, chuồng mấy lần về sau, rốt cục triệt để dập tắt, toàn bộ tầng hầm, lâm vào đen kịt một màu. Sau một khắc, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong, bảy đạo trắng lóa ánh sáng, đột nhiên từ trên sàn nhà sáng lên, chỉ gặp, kia sáu viên tinh số không đồng nhất thủy tinh cầu, cùng thiếu niên trên mu bàn tay ngủ tinh hình xăm, đồng thời sáng lên quang mang, hóa thành bảy viên ánh sáng chói mắt cầu, ngay sau đó, cái này bảy viên quang cầu đằng không mà lên, trong chớp mắt hợp lại làm một, hợp thành một đầu toàn thân sáng lên hình rắn dị thú. Phát sáng dị thú nhìn qua rất sống động, thân giống như rắn, sừng như hưu, vẫy giống như cá, trảo giống như phượng, Chưởng giống như hổ, chính là hoa quốc đồ đằng thần thú, lông. Thật nhỏ. Thiếu niên nhếch miệng, đối mặt truyền thuyết này bên trong thần thú, đúng là có chút ghét bỏ tự nhủ. Thế mà cũng chỉ có dài mấy mét. Tại Long Châu, Anim bên trong, thần long hình thể thế nhưng là tinh cầu cấp bậc. Thần long không để ý đến thiếu niên lầm bầm, cuộn lại thân thể lơ lửng tại trong giữa không trung, ngẩng lên thật cao uy nghiêm đầu lâu, dùng máy móc ngữ khí, cứng nhắc mở miệng nói ra nói ra nguyện vọng của ngươi bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện bất quá chỉ có thể có một cái thiếu niên mừng rỡ đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thật nguyện vọng gì đều có thể thực hiện sao thần long đương nhiên quá tốt rồi thiếu niên dùng sức một nắm nắm đấm mang theo mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động nói lời kinh người thần long xin đưa ta trở lại ta thế giới cũ đi thần long thật xin lỗi làm không được thiếu niên nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày mới tự hóa đã trạng thái bên trong khôi phục tức hỗn hển phát nổ nói tục Ngoà tao vậy ngươi khoác lác gì bức a à, không phải bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện sao thần long thân thể của ngươi thuộc về thế giới mát vồ ta không thể đem đưa tiễn bất quá chỉ đưa về linh hồn có thể làm được nghe vậy thiếu niên long mày dương lên lại tới tinh thần một lần nữa cầu nguyện nói như vậy xin đem linh hồn của ta đưa về ta lúc đầu trong thân thể đi thần long thật xin lỗi làm không được thiếu niên cố nén bồng bột nộ khí từ trong hàm răng gạt ra ba chữ vì cái gì thần long tại thế giới cũ ngươi đã chết thiếu niên không phục phản bác thì tính sao phục sinh không phải ngươi sở trường trò hay sao Long Châu Thế Giới không người chết a? À? Thần Long. Thế nhưng là ngươi cũng không phải tới từ Long Châu Thế Giới, chỉ có tại Long Châu Thế Giới Vũ trụ quy tắc phía dưới ta mới có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Thiếu niên trầm mặt thật lâu, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Như vậy, nếu như ngươi chỉ là đem linh hồn của ta đưa về, ta có thể hay không giống đến Thế Giới mát vô lúc chiếm cứ một bộ sắp chết thân thể? Thần Long. Không thể linh hồn của ngươi đã cùng ngũ tinh long châu hòa làm một thể muốn đưa về ngươi thế giới cũ nhất định phải cưỡng ép tách ra này lại đối ngươi linh hồn tạo thành tổn thương cực lớn mà bị hao tổn linh hồn là không thể nào chiếm cứ bất luận cái gì thân thể sẽ chỉ theo thời gian trôi qua cuối cùng hồn phi phách tán thiếu niên triệt để tuyệt vọng u u đọc sách phanh một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất lấy bại khuyển tư thái sụp đổ tự lẩm bẩm hồi không đi thật mãi mãi cũng trở về không được. Cha Mẹ Nhi tử bất hiếu A à. Thiếu niên kêu trời kêu đất gào khóc, hắn nguyên danh cổ nhuận, chẳng những cũng không phải là thế giới này người, thậm chí vô luận là thế giới Marvel, vẫn là Long Châu Thế Giới, đối với hắn mà nói, đều là đến từ truyền hình điện ảnh cùng anime hư cấu thế giới, chưa từng nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ mang theo Long Châu Thế Giới bên trong bảy viên Long Châu, lấy linh hồn thân phận, giáng lâm tại thế giới Marvel vốn là tại hoa quốc sinh trưởng ở địa phương cổ nhuận, xuyên qua đến thế giới mát vồ về sau, trực tiếp liền phiêu dương qua biển, đi tới vạn ác tư bản chủ nghĩa đại bản doanh, cũng may linh hồn chiếm cứ thân thể này, vẫn là cái người hoa, mặc dù ngay từ đầu không quá quen thuộc, nhưng đạt được sắp chết nguyên chủ nhân bộ phận ký ức về sau, rất nhanh cũng liền thích ứng thân phận mới, sen Li, đệ nhị người hoa, phụ mẫu bị tai nạn trên không sông vong, để lại cho hắn một gian ở vào New York. Nho nhỏ cơm trưa quán cổ nhượng, hoặc là nói xen ly, ngay từ đầu hồn xuyên đến đây về sau, còn tưởng rằng mình vẫn tại nguyên bản thế giới, chỉ là vượt qua thời không về tới 10 năm trước, thẳng đến hắn thấy được một đoạn Captain America video, cùng một thiên Tony Stark đường viền tin tức, hắn mới sợ hãi kinh hãi phát hiện, nơi này, lại là anh hùng đi đầy đất, ác ôn nhiều như chó mắt vô vũ trụ A. À. Sinh hoạt tại thế giới mắt vô nước Mỹ, bản thân liền đã đủ nguy hiểm, hảo chết không chết, sen nhà còn tại New York. New York Chỉ là sen biết đến mắt vô kịch bản, New York liền đã phát sinh qua nhiều ít thảm kịch. Iron mang đại chiến Iron Monger, hút đại chiến Abomitino, Captain America đại chiến Winter Sodi, SHIELD đại chiến Hira, Avenger đại chiến người ngoài hành tinh, The Defender đại chiến The Hen. Chờ một chút các loại, quả thực là nhiều vô số kể. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02 Son Goku suốt đời tri thức Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Chấm Biết mình muốn sinh hoạt tại thế giới Marvel New York về sau, sen muốn tự tử đều có, lại trong lúc vô tình phát hiện tay phải trên mu bàn tay ngũ tinh hình xăm, lúc này mới nhớ tới, cùng hắn cùng đi đến thế giới này, còn có 7 viên Long Châu A. Trong truyền thuyết, chỉ cần tập hợp đủ 7 viên, liền có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng Long Châu A tại xuyên qua đến thế giới mát vô quá trình bên trong, sen linh hồn cùng ngũ tinh long châu dung hợp lẫn nhau, không phân khác biệt, cho nên, kỳ thật chỉ cần tập hợp đủ sáu viên là được rồi, bằng vào long châu ở giữa chặt chẽ liên hệ, sen trải qua thiên tân vạn khổ, bỏ ra hơn nửa tháng, sắp tán rơi vào phụ cận cái khác sáu viên long châu từng cái tìm tới, rốt cục triệu hoán ra thần long. Nhưng mà, sự thật chứng minh, sen vẫn là quá ngây thơ rồi. Tầng hầm trung ương, sen quỳ rạp xuống đất, nghĩ đến cách xa nhau lấy cả một cái thế giới phụ mẫu song thân kiếp này không ngày gặp lại không khỏi buồn từ đó đến khóc không thành tiếng lúc này đã hoàn toàn bị quên lãng thần long lần nữa cứng nhắc mở miệng nói ra nói ra nguyện vọng của ngươi bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện bất quá chỉ có thể có một cái thực hiện ngươi mmp thất vọng cực độ sen nghe được bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện câu nói này lập tức bị kích thích cả người nổi giận mà lên, hung tận hướng thần long vung lên nắm đấm. Đi chết đi. Ngươi đầu này sẽ chỉ thổi ngưu bức phế long. Đầu này, mini thần long, nhìn cùng chân thực không khác, trên thực tế lại chỉ là hư ảo năng lượng thể, sen nắm đấm như là đánh vào không khí bên trên, không có chút nào trở lực xuyên thấu mà qua, dùng sức quá mạnh phía dưới, dưới chân một cái lão đảo, kém chút liền té ngã trên đất. Đối với cái này, thần long không phản ứng chút nào, một mực thuộc lại. Nói ra nguyện vọng của ngươi, bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện, bất quá chỉ có thể có một cái. Nghe tiếng, xoay người lại xen, tráng nổi gân xanh lên, hận hận nghiến răng nghiến lợi một phen. Tại bạo lực vô hiệu tình huống dưới, đành phải dùng tới lạnh bạo lực. Ngậm miệng, để cho ta lặng lặng. Thần Long. Nói ra nguyện vọng của ngươi, bất kỳ cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện, bất quá chỉ có thể có một cái. Sen yên lặng tỉnh táo một chút, không tiếp tục để ý máy lặp lại thần long, bắt đầu chăm chú suy nghĩ, đến tột cùng nên hướng nguyện vọng gì. Vô luận như thế nào, sinh hoạt tóm lại vẫn là phải tiếp tục. Tại thế giới mát vô sinh hoạt, không có gì so bảo mệnh năng lực quan trọng hơn, lực lượng cường đại tự nhiên trở thành chọn lựa đầu tiên, Sen suy tính một hồi, thử mở miệng cầu nguyện nói. Thần Long, xin ban cho ta, siêu sai A, à, lực lượng. Thần Long thật xin lỗi, làm không được. Mặc dù vốn là không có báo hy vọng quá lớn, nhưng Sen vẫn là không nhìn được lại phát nổ nói tục. Phế Long Ngươi thương mại đến tột cùng có thể làm được cái gì? Thần Long Dựa theo Long Châu Thế Giới quy tắc, lực lượng chỉ có thể tu luyện, không thể trống rỗng đạt được. Ta làm Long Châu Thế Giới tạo vật, không thể vi phạm điều quy tắc này, bất quá, ta có thể để ngươi tại không thay đổi ngoại hình điều kiện tiên quyết, có được người sai gian thể chất. Sen nhếch miệng, có thể không dài ra cái đuôi đến, điểm ấy ngược lại là rất tốt, không cần lo lắng lại biến thành cuồng bạo cự viên, nhưng là người sai gian cường đại địa phương, ở chỗ sâu không thấy đáy tiềm lực, cùng gian lận mạnh lên tốc độ, sẽ không phương pháp tu luyện. Cái này thể chất có cái trứng dùng. Bất quá, đã có thể không thay đổi ngoại hình, mà trực tiếp chuyển biến thể chất. Sen hai mắt sáng lên, đối thần long nói ra vậy liền mời ngươi ban cho ta ma nhân bu thể chất đi ma nhân bu long châu thế giới cuối cùng bốt bất kỳ cái gì năng lực xem xét liền sẽ chỉ cần toàn thân còn lại một tế bào liền có thể bất tử bất diệt dù là ở trong vũ trụ cũng có thể sinh tồn có loại này biến thái thể chất thế giới mát vồ như mây bay địa cầu hủy diệt còn không sợ nhưng mà thần long thật xin lỗi làm không được Sen đã bất lực nhã rảnh, lý do đều chẳng muốn hỏi, trực tiếp đổi cái thấp phối bản. Như vậy, hoàn toàn thể sen thể chất đâu? Tự mang tiểu đệ, vũ trụ sinh tồn, chỉ cần tâm hạch còn tại liền có thể sống. Thần Long, thật xin lỗi, làm không được. Sen bất đắc dĩ lại xuống một cấp. gia Đại Vương thể chất, ba đoạn biến thân, vũ trụ sinh tồn, chỉ cần đầu còn tại liền có thể sống thần long. Thật xin lỗi, làm không được. Sen vuốt vuốt đau nhức trán, lại giáng cấp, cũng chỉ thừa đại ma vương Piccolo, người nê mét thể chất, mặc dù cũng có không tầm thường năng lực tái sinh, nhưng thật sự là hơi yếu, tổng hợp tương đối, còn không bằng người sai gian, hắn chăm chú lo nghĩ, đổi phương hướng hỏi. Nếu như ta muốn thu hoạch được một người suốt đời tri thức, có thể làm được không? Thần Long Cái này rất đơn giản sen khóe miệng giật một cái, ha ha, cười lạnh không thôi, hắn hiện tại nghe thần long nói cái gì, đều cảm thấy đầu này phế long là đang khoác lát bức. Thần long, xin ban cho ta, Son Goku, cả đời sở học sẽ toàn bộ tri thức. Dứt lời, sen mắt lom lom nhìn chầm chầm thần long, liền chờ nó mở miệng nói, thật xin lỗi, làm không được. Ngoài ý liệu, thần long nhẹ gật đầu. Nguyện vọng của ngươi thực hiện. U, u đọc sách, sen nhíu mày, mắt nhìn, Thần Long tại quảng xuống câu nói này về sau, lập tức liền phân hóa thành bảy đạo lưu quang, trong đó một đạo chui vào tay phải của hắn, còn lại lục đạo riêng phần mình phân tán, không trở ngại chút nào xuyên qua tầng hầm vách tường, biến mất tại hắn trong tầm mắt, hiển nhiên là như là Long Châu thế giới quy tắc, tại thực hiện nguyện vọng qua đi, Thần Long sẽ một lần nữa chia ra làm bảy viên Long Châu, biến thành tảng đá phân tán đến các nơi trên. Thế giới thẳng đến hấp thu đầy đủ năng lượng mới có thể lần nữa biến thành Long Châu. Đã nói xong tri thức đây. Sen mở to hai mắt nhìn, tại hoàn toàn không có cảm giác được tự thân biến hóa tình huống dưới, bán tính bán nghi tự nhủ. Thật cho ta. Thử nhắm mắt lại, đem tâm thần đắm chìm trong não hải, Sen lập tức đã nhận ra khác biệt, rõ ràng nhất khác nhau, là hắn cảm nhận được khí. Khí, chất chứa tại tất cả vật sống thể nội sinh mệnh năng lượng, có thể nói là cấu thành Long Châu thế giới căn cơ, từ thường ngày tu luyện đến hủy diệt tinh cầu dựa vào đều là nhân thể khí hiển nhiên tại thu được long châu thế giới nhân vật chính song goku toàn bộ tri thức về sau xen lập tức liền học xong cơ sở nhất khí tức tu hành trừ cái đó ra song goku kia vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng bị xen chỗ tiếp thu đương nhiên trước mắt hắn có thể vận dụng cũng chỉ có quyền cước chiêu thức mà thôi lấy cái kia chiến năm cạn bã cấp bậc khí chớ nói đại danh đỉnh đỉnh, ca mê hềm, vũ không thuật, giới vương quyền, thậm chí, thuấn gian di động, không luyện cái 10 ngày nửa tháng, liền ngay cả đơn giản nhất, quy tiên lưu vũ thuật, cũng đừng nghĩ dùng. Nhắm mắt lại chảy sẽ nước bọt về sau, sen mở hai mắt ra, nhìn xem trên mu bàn tay đã biến thành màu xám ngũ tinh hình xăm, không khỏi tự nhủ. Con rồng kia phế là phế đi điểm, bất quá vẫn là rất đáng tin cậy, không biết lúc nào mới có thể lần nữa cầu nguyện. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 03. Thiết Quyền Hiệp Danny Render. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Bởi vì linh hồn cùng ngũ tinh châu dung hợp, xen bản năng biết, tại thế giới mát vồ, Long Châu khôi phục thời gian, cùng hấp thu năng lượng tốc độ thành có quan hệ trực tiếp, không hề giống Long Châu thế giới quy tắc cố định thời gian một năm khôi phục. Nói cách khác, nếu như đạt được chất lượng tốt nguồn năng lượng bổ sung, Long Châu chẳng mấy chốc sẽ khôi phục không chiếm được bổ sung, vĩnh viễn sẽ không khôi phục. Cũng may, ngũ tinh châu chân chân chính chính ngay tại, trên tay hắn, coi như phân tán ở thế giới các nơi sáu viên long châu, tất cả cũng không có rơi vào nguồn năng lượng phong phú địa phương, sen cũng có thể chủ động tìm kiếm năng lượng để ngũ tinh châu hấp thu, bảy viên long châu vốn là một thể, lấy được năng lượng tự động chia đều, một viên khôi phục, cũng liền hoàn toàn khôi phục. Bây giờ nghĩ những này còn hơi sớm, bây giờ, bày ở sen trước mặt hạng nhất đại sự, là hắn không có tiền. Sen xuyên qua đến mắt vô vũ trụ nửa tháng này, tập trung tinh thần toàn đặt ở tìm Long Châu lên, không chỉ có cái gì chính sự đều không có làm, vì giao dịch bị người khác nhặt được Long Châu, còn rút đại bút mỹ đau ra ngoài, hắn lúc đầu coi là có thể trở lại thế giới của mình, thế nhưng là nửa điểm không có tiết kiệm tiền ý nghĩ, tiền tiết kiệm đã là thiêu đốt hầu như không còn, sắp nghèo đến không có cơm ăn. Ta muốn cướp ngân hàng. Sen rủ cục lấy đầu mặt ủ mày châu đi ra tầng hầm, trong miệng nói đương nhiên là ủ rũ lời nói, mặc dù đạt được Son Goku suốt đời kinh nghiệm chiến đấu, nhưng lấy hắn hiện tại bản sự, đánh hai ba cái cầm đao tiểu lưu manh không thành vấn đề, đối mặt súng ống đầy đủ, vài phút liền phải quy. Trải qua triệt triệt để để lục tung, vơ vét lầu một cơm trưa quán mặt tiền cửa hàng, cùng lầu hai sinh hoạt hàng ngày thất, sen hết thảy tìm được 135 đô la, tăng thêm hắn trong túi mấy trương tiền mặt, tất cả gia sản, hết thảy 242 đô la. Nhìn một chút đóng chặt cửa tiệm, Sen bắt đầu cân nhắc, hắn có phải hay không hẳn là một lần nữa gây dựng. Vấn đề là, vốn là không có mấy khách người vào xem cơm trưa quán, tại vô duyên vô cớ đóng cửa hơn nửa tháng về sau, còn sẽ có khách tới cửa A. Trước tu luyện mấy ngày rồi nói sau, ta hiện tại thật sự là quá yếu. Sen có chút ít sầu lo lắc đầu, mặc dù nói bây giờ mới năm 2008, tứ ngược tin tức còn không có chiếm lấy đài truyền hình, lôi thần còn tại Asgard hảo hảo hợp lý vương tử, Captain America vẫn an tĩnh tại bắc cực tầng băng chìm xuống ngủ, toàn bộ thế giới mát vô nhìn như còn rất bình tĩnh, nhưng là, sen trong lòng biết, hiện tại vẫn chỉ là cái siêu cấp hoa hoa công tử Tony Stark, sắp tại năm nay tháng nào ngày nào, ngay trước toàn thế giới trước mặt, lên ngôi trở thành siêu anh. Hùng, ai ẩn mang? Mặc dù không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng sen rõ ràng minh bạch chính là, chính là từ một ngày kia trở đi, thế giới mát vồ bắt đầu càng ngày càng nguy hiểm, siêu anh hùng cùng siêu cấp ác ôn nhóm, đều như măng mọc sau mưa nhau nhau ló đầu ra ngoài, thậm chí muôn hình muôn vẻ người ngoài hành tinh nhóm, cũng đều nhau nhau lấy các loại tư thế đổ bộ địa cầu, lưu cho hắn mạnh lên tự vệ thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Tương đương sợ chết sen, quyết định lập tức bế quan tu hành, hắn nhìn về phía nhà hàng phòng bếp phương hướng lầm bầm lầu bầu nói ra. Gạo còn có gần một đầy túi, tủ lạnh bên trong cũng còn có không ít ăn thịt, mười mấy hai mươi ngày, vẫn còn không lo không có cơm ăn. Bảy ngày sau. Sen nhìn xem hoàn toàn thấy đáy túi gạo, cùng trống rỗng tủ lạnh, ngửa mặt lên trời kêu trên một tiếng. Ta thương mại cũng không phải người sai gian. Vì cái gì trở nên có thể ăn như vậy? Bảy ngày bế quan tu hành, đại lượng đồ ăn bị tiêu hao, đổi lấy sen từ một chiến năm cặn bã, vinh dự trở thành chiến mười cặn bã. Lại trạch xuống dưới, thật sự đến chết đói sen, quả quyết cầm lấy túi tiền ra cửa, dùng sau cùng 242 mỹ đao, toàn bộ mua sắm hủ tiếu cùng nguyên liệu nấu ăn, sau đó đem cơm trưa quán trong trong ngoài ngoại quét dọn một lần, dự định để lý thị cơm trưa quán, một lần nữa khai trương. Sen kế thừa căn này cơm trưa quán, ở vào New York thứ 10 đại đạo cùng 54 đường phố giao lộ tại có heo kitchen chi tiếng khen clinton khu đã coi như là khu vực không tệ vị trí tỷ lệ phạm tội không tính quá cao là tân thủ cấp bậc đầu đường anh hùng luyện cấp đánh quái nơi tốt lúc này đã là người không có đồng nào xen đã sớm tại trong đầu nghĩ kỹ nếu như sinh ý thảm đạm bị bất đắc dĩ tình huống dưới hắn cũng chỉ có thể ở buổi tối được cái đầu bộ ra ngoài cướp phú tế bần ân ừ, cướp mấy cái đầu đường lưu manh giàu tế chính hắn cái này bần sen lung lay đầu, vứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ, đường hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn đuổi tại buổi trưa giờ cơm trước đó, mở ra đóng chặt gần một tháng cửa tiệm, đem một khối tân tác tốt chiêu bài, đặt ở cửa tiệm, kể từ hôm nay, bản điếm bắt đầu cung cấp công phu thịt nướng. Cái này mánh lới vị 10 phần chiêu bài, vừa thả ra không đầy một lát, thế mà liền thật đưa tới khách nhân, chỉ nghe, đinh linh, một tiếng, một cái tóc vàng tóc quan thanh niên anh Tuấn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đẩy cửa vào hoan nghênh quan lâm sen mừng rỡ đối mặt đầu một cái tới cửa khách nhân lấy ra tất cả vốn liếng nhiệt tình hô mời ngồi muốn ăn chút gì mãnh liệt đề cử bổn điếm kiểu mới nhất đồ ăn công phu thịt nướng hoàn toàn vượt quá sen dự liệu cái này đi vào cửa tới tóc vàng nhỏ tóc quăng, u u đọc sách rõ ràng là cái điển hình người châu âu loại từ trong miệng hắn xuất hiện lại là một ngụm lưu loát hoa ngữ Lão bản, ngươi nói công phu là chỉ khí sao? Ngươi có thể sử dụng khí để nướng thịt. Sen giật nảy cả mình, ngay ra một lúc mới dùng hoa ngữ trả lời. Khách nhân hoa ngữ nói đến thật tốt, mà lại thế mà còn biết khí, cái này thật là khiến ta kinh nha. Ha ha. Tóc vàng nhỏ tóc quăng cười đắc ý ra tiếng, đưa tay phải ra nói. Ngươi tốt, ta là Danny Render, tại Hoa Quốc sinh sống 15 năm, gần nhất mới vừa vặn trở lại New York. Sen Lee, rất hân hạnh được biết ngươi, Render tiên sinh. Sen báo lên tính danh, cùng Danny Render nắm tay, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là kinh đào hải lãng, nếu như hắn không có đoán sai, trước mặt vị này, thế nhưng là Render tập đoàn, người thừa kế, không chỉ là ức vạn phú ông, hơn nữa còn là từ ở vào hoa quốc cảnh nội, côn luân, tỉ mỹ bồi dưỡng ra được chiến lược mạnh nhất, bất hủ thiết quyền, ngày sau, thắng sẽ còn trở thành The Defender, bốn tiểu cự đầu một trong thiết quyền hiệp. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn có lỗi, nhưng ra ngoài cẩn thận, Sen vẫn là quyết định xác nhận một chút mình phỏng đoán, lặng lẽ mở ra mới học được khí tức cảm ứng, quả nhiên tại Danny Render thể nội, phát hiện một cổ thập phần cường đại khí, mà lại, cùng Sen học được từ Long Châu Thế Giới khí so sánh, cả hai rõ ràng là hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có rất nhiều chỗ tương tự tự như là tự đồng căng đồng nguyên một đầm nước, sáng tạo ra hai đầu đều có đặc sắc dòng suối. Sẽ không sai, đây nhất định là học nghệ từ Hoa Quốc, Côn Luân, Thiết Quyền, khó trách sẽ đối với khí quen thuộc như vậy, nhìn, hắn rời đi ngăn cách, Côn Luân, tự hồ còn không có bao lâu, cả người đều lộ ra một cổ ngây thơ ngốc kình. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 Thần kỳ quy tiên lưu vũ thuật nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lý lão bản, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề. Thất lễ, ta thật sự là quá giật mình. Nghe vậy, sen lấy lại tinh thần, xin lỗi một tiếng về sau, thoải mái gật đầu thừa nhận. Không sai, ta có thể sử dụng khí để nướng thịt. Danny Render bán tính bán nghi nhìn hắn một cái, thử hỏi. Nếu như có thể mà nói, có thể để cho ta tận mắt chứng kiến một chút không? Đương nhiên có thể. Sen nhẹ nhàng gật đầu, chỉ chỉ trong tiệm một trương bàn ăn. Mời ngồi, món ăn này vốn chính là ở trước mặt làm, muốn tới mấy cân. Danny Render biết nghe lời phải ngồi xuống, cầm lấy thức ăn trên bàn đơn, dùng đến địa đạo Hoa Quốc tập tục gọi món ăn. Đến hai cân thịt trâu, nửa cân rượu đế, một chồng thức nhắm. Chờ một chút, lập tức tới. Sen đi vào bếp sau, cắt nửa cân thịt bò sống, thuần thục chẻ thành phiến mỏng, xoa dầu trơn, rải lên gia vị, sau đó giả bàn, lại phối hợp rượu đế cùng thức nhắm, bưng khay liền đi trở về. Danny Render gặp hắn không có cầm lửa than, nhìn không được mở miệng hỏi. Lý lão bản, không có lửa làm sao thịt nướng? Sen cười cười, đem giả thịt tươi để đặt lên bàn, thâm ý sâu sắc mở miệng nói ra. Render tiên sinh, khí quy lực, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng mới đúng, so với họa diễm, chỉ có hơn chứ không kém Danny Render lấy làm kinh hãi đang muốn đặt câu hỏi chỉ gặp sen đưa tay phải ra hư đặt ở kia bàn thịt tươi trên không theo động tác của hắn dưới bàn tay không khí đột nhiên bóp méo ngay sau đó tư tư nhẹ vang lên âm thanh tại bàn ăn bên trên lặng yên vang lên tại Danny Render trong ánh mắt kinh ngạc trong mâm từng mảnh từng mảnh thịt bò sống chính lấy thật nhanh tốc độ trở nên khô vàng cuộn lên một cổ mùi thơm nồng nặc tùy theo khuếch tán ra đến dập dần trong không khí. Sen thu hồi tay phải, tại chỉ là mấy cái nháy mắt bên trong, bàn tay hắn hạ cái này bàn thịt tươi, đã là thần kỳ biến thành thực phẩm chính, cái này năng lực khó tin, chính là quy tiên lưu vũ thuật, bên trong cực kỳ cơ sở kiến thức cơ bản, khí tức ngoại phóng, đơn giản đem khí từ thể nội thả ra, lấy phóng thích năng lượng hình thức sinh ra nhiệt độ cao. Hoa áo Danny Render cảm thụ được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, không khỏi nhìn mà than thở kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn nói ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mời chậm dùng. Sen mặt mang vẻ đắc ý, chỉ dùng chỉ là thời gian một tuần, liền thuần thục nắm giữ khí tức ngoại phóng, trong lòng của hắn tự nhiên là mười phần đắc ý, mặc dù bởi vì hắn tự thân khí thực sự quá yếu, phát ra khí công khoảng cách, chỉ có thể lấy cm đến tính toán. Xin dừng bước. Danny Render gọi lại đang muốn quay người rời đi sen, từ trên ghế đứng dậy, trịnh trọng việc đi cái ông quyền lễ, hiển nhiên sen tay này tuyệt chiêu, đã là thắng được hắn tôn kính. Thất kính, giới thiệu lần nữa một chút, tại hạ Danny Render, Côn Luân, bất hữu thiết quyền. Côn Luân Đã sớm đoán được thân phận sen, giả trang ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, trở về cái ông quyền lễ, cho mình viện cái lai lịch. Cửu ngưỡng đại danh tại hạ quy tiên lưu đệ tử sen ly gặp qua đương đại thiết quyền quy tiên lưu danny render đương nhiên không có khả năng nghe nói qua một cái thế giới khác quy tiên lưu trong lúc nhất thời sắc mặt khá khó xử có thể lý huynh tha thứ ta cô lậu quả văn khách khí ngươi gọi ta sen là được rồi sen khoác tay áo trong miệng nói láo hết bài này đến bài khác. Kỳ thật chúng ta, Quy Tiên Lưu, liền cùng côn luân lâu dài tỷ thế không ra ẩn nấp trình độ càng là vẫn còn thắng chi người chưa nghe nói qua mới là bình thường xin đừng nên để ý thì ra là thế cũng mời ngươi gọi ta Danny liền tốt. Danny Render lý giải nhẹ gật đầu, đầy cõi lòng kính ý mà hỏi, Sen, ngươi mới còn trẻ như vậy, cũng đã đem khí dùng đến xuất thần nhập hóa, quy tiên lưu người, đều là mạnh như vậy sao? Không không không. Sen tranh thủ thời gian lắc đầu, lời nói thật thực nói ra. Danny, ngươi hiểu lầm, ta khí kỳ thật rất yếu, nếu như ngươi triệu hồi ra vô kiên bất tội thiết quyền, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nói bóng gió, nếu như Danny Render không triệu hoán thiết quyền, Sen vẫn là có thể một trận chiến, dù sao, hai người bọn hắn khí sở dĩ mạnh yếu cách xa, chính là bởi vì Danny Render thể nội, có Côn Luân ban cho hắn thiết quyền, nếu như bài trừ yếu tố này, hai người chênh lệch cũng không lớn thực lực ít nhất là thế lực ngang nhau, dù sao, mặc dù Sen hiện tại còn rất yếu, nhưng luận đến đối khí khai phát vận dụng, Long Châu thế giới thật sự là dẫn trước Côn Luân rất rất nhiều. Không chút nào khoa trương, đạt được Son Goku suốt đời tri thức Sen, ngay từ đầu liền đứng ở cự nhân trên bờ vai, có thể lấy yếu thắng mạnh, kia là chuyện đương nhiên. Danny Render lại là căn bản liền không nghe ra cái gì nói bóng gió, hắn mắt nhìn trên bàn kia bàn thịt nướng không tin tưởng lắm nói ra. Sen, ngươi quá khiêm nhường, ta tự giác luyện thêm trên 10 năm, cũng làm không được ngươi vừa mới cái kia một tay công phu. U u đọc sách, nếu không có son Goku tri thức, ta luyện 10 năm nữa cũng không được a. À. Sen trong lòng lầm bầm một câu, ngoài miệng nói ra. Không phải khiêm tốn, trên kỹ xảo ta có lẽ thắng ngươi một bậc, nhưng từ ta dùng khí tức cảm ứng xem ra, tính cả thiết quyền, trong cơ thể ngươi khí tổng cộng là ta hơn gấp 10 lần, đây là mạnh hơn kỹ xảo, cũng vô pháp sang bằng chênh lệch. Khí tức cảm ứng Danny render hai mắt sáng lên, đang muốn tiếp tục đáp lời, chỉ nghe đinh linh một tiếng, có khách tới cửa. Sen làm cái xin lỗi thủ thế, quay người chào hỏi khách khứa nói. Hoan nghênh quan lâm, xin hỏi muốn ăn chút gì? Một cái bụng phệ người da trắng mập mạp, đang muốn mở miệng chọn món ăn, Danny render xông về phía trước đến đây, kín đáo đưa cho hắn một trương trăm nguyên tờ nói. Không có ý tứ, tiệm này hôm nay đóng cửa. Mập mạp mắt nhìn trong tay Mỹ đao, chỉ thấy phía trên số lượng, đầy đủ hắn ăn 10 bữa ăn cơm, lập tức liền gọn gàng xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại đi. Danny Render đóng lại cửa tiệm, đồng thời đem đình chỉ kinh doanh bản hiệu phủ lên, quay người nhìn xem sắc mặt khó coi sen, trực tiếp đưa lên một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Có nhiều đắc tội, xin đừng để ý, ta có việc muốn thỉnh giáo, chậm trễ ngươi một chút thời gian, vì thế, ta nguyện ý đền bù ngươi một tháng thu nhập. Sách kia. Có tiền không nổi a à? Xem mười phần khó chịu hiếp mắt lại, lột lên tay áo, đưa tay. Nhận lấy thẻ ngân hàng, không chút khách khí soát trồng trả một vạn Mỹ đao, đưa về thẻ ngân hàng về sau, mở miệng nói ra. Trừ cái đó ra, ngươi còn muốn hỗ trợ tuyên truyền một chút ta thịt nướng. Không có vấn đề. Danny Render thống khoái nhẹ gật đầu, tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, tiếp tục hỏi: "Xin hỏi, ngươi vừa nói khí tức cảm ứng là có ý gì?". Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 Long Chi Nữ Cô Lên Uyên. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Cái gọi là khí tức cảm ứng. Sen Trầm ngâm một lát, cân nhắc một chút ngôn ngữ, đơn giản giải thích nói bất luận cái gì vật sống đều có tự thân khí, khí tức cảm ứng là một loại tập trung tinh thần, dò xét khí tức kỹ xảo, tự như là sinh vật ra đa, đây là chúng ta quy tiên lưu, độc môn kỹ xảo, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Nghe vậy, Danny Render như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trầm mặt một hồi, thẳng thắn nói ra. Kỳ thật, ta là tự mình rời đi, côn luân, không có hoàn thành, bất hữu thiết quyền, vốn có huấn luyện, rất nhiều liên quan tới khí, tri thức, cũng đều không rõ ràng lắm, nếu như có thể mà nói, một chút không tính là tư mật thường thức, ngươi có thể lại nói cho ta một chút sao? Sen nghĩ nghĩ, xem ở một vạn Mỹ đau phân thượng, từ chối cho ý kiến mà hỏi, ngươi muốn biết thứ gì? Danny Render mặc dù có chút không trải qua thế sự, chí ít vẫn là biết đạo không truyền không phải người, pháp không truyền lục nhĩ câu nói này, gặp sen không có ngay tại chỗ cự tuyệt, đã là mừng rỡ, lúc này không ngại học hỏi kẻ dưới nói ta nhìn ngươi dùng khí thịt nướng thời điểm, thu phóng tự nhiên, mười phần trôi chảy, thế nhưng là, ta luôn luôn phải tốn thời gian rất dài, mới có thể câu thông thể nội khí, thậm chí có đôi khi sẽ còn thất bại, ta muốn biết, có biện pháp gì hay không, có thể tăng cường khống chế của ta lực. Có. Sen có được Son Goku suốt đời tri thức, trên lý luận đồ vật, đương nhiên không làm khó được hắn, tại Danny Render chờ đợi trong ánh mắt, bình tĩnh phun ra hai chữ. Bị đánh, bị đánh. Đối mặt Danny Render chất vấn, sen hai tay một đám, nhúng vai. Bị đánh càng nhiều, ngươi vận khí phòng ngự tốc độ liền sẽ càng nhanh, đến cuối cùng, liền hoàn toàn trở thành bản năng, dùng bản năng đi khống chế khí, tự nhiên rất trôi chảy. Nguyên lai là dạng này. Danny Render lộ ra một bộ hồi ức biểu lộ, tự lẩm bẩm. Khó trách tại công luân thời điểm, lôi công sư phó luôn luôn đánh ta. khụ khụ sen vội ho một tiếng đánh thức Danny render chỉ chỉ đặt vào thịt nướng tắm kia bàn ăn Danny chúng ta ngồi nói đi ngươi còn có cái gì muốn hỏi được Danny render lần nữa ngồi xuống trực tiếp dùng tay nắm lên một mảnh thịt nướng đưa vào miệng bên trong nhai nhai hướng sen giơ ngón tay cái lên ăn ngon tạ ơn sen cũng ngồi xuống nhìn xem đối diện Danny render chăm chú nhắc nhở đừng quên giúp ta đánh quảng cáo. Nhất định. Danny Render lau miệng, tiếp tục hỏi. Liên quan tới khí khôi phục. Khôi phục khí. Hai người một hỏi một đáp, vừa ăn bên cạnh trò chuyện, một mực nói đến trời tối, Danny Render mới thỏa mãn đứng dậy cáo từ, sen đem hắn đưa ra phía sau cửa, nhìn xem trương mục thêm ra một vạn mỹ đao, hắc hắc, cười nói. Quả nhiên tri thức chính là tài phú. Một vạn Mỹ đau nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, có số tiền kia cứu cấp, sen cuối cùng không cần đeo lên khăn trùm đầu, đi đầu đường ăn cướp tiểu lưu manh. Chỉ bất quá, ngoài ý muốn làm quen côn luân bất hữu thiết quyền, sen không biết đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hắn thực lực bây giờ còn rất thấp kém, cũng không muốn gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Nguyên bản, trong một đoạn thời gian rất lâu, hắn đều dự định điều thấp làm người, chỉ ít, cũng muốn chờ hắn lần thứ hai tập hợp đủ Long Châu, đồng thời cầu nguyện về sau, mới có thể hơi không kiên nể gì cả một điểm. Bây giờ, Danny Render dính vào, cái kia lúc đầu chỉ tính là cái mánh lới công phu thịt nướng, tại người hữu tâm xem ra, khẳng định sẽ cho rằng là công phu thật, nói không chừng, liền sẽ dẫn tới cái gì ngưu quỷ xa thần. The hen Sen vừa nghĩ tới công luân cái này đối thủ một mất một còn, trước mắt liền phản phất xuất hiện vô cùng vô tận ninja đại quân, tại một cổ cảm giác cấp bách thôi thúc dưới, tự nhủ. Xem ra cần phải liều mạng tu luyện. Mặc dù lúc này chính là giờ cơm, nhưng Sen đã là không có làm ăn tâm tư, không chút do dự đóng lại cửa tiệm về sau, trực tiếp đi lầu hai phòng khách, tiếp tục bế quan tu hành. Ngày thứ hai, Sen dậy thật sớm, nhưng cũng không có vội vã khai trương, mà là một mực tu hành đến giữa trưa, lúc này mới đuổi tại cơm trưa giờ cơm trước đó, mở ra cửa tiệm không biết có phải hay không là Danny Render quảng cáo, đã tuyên truyền đi ra duyên cớ, Lý Thị Cơm trưa quán hôm nay sinh ý, đúng là phá lệ tốt, sen mới khai trương 10 phút, liền đã tới ba bàn khách nhân, đều không phải là trước kia khách quen, trong đó một bàn điểm phần công phu thịt nướng, mà được chứng kiến sen thần hộ kỳ kỹ thủ pháp về sau, cái khác hai bàn khách nhân, cũng cùng nhau biểu thị phải thêm đồ ăn. Nói thực ra, sen công phu thịt nướng, hương vị xem như không tệ, nhưng cũng không gọi được đỉnh tim, làm sao cái kia một tay rất có biểu diễn tính chất khí công nấu nướng pháp, quả thực để cho người ta kinh diễm, tất cả đi vào cửa tới khách nhân, tất cả đều bị đạo này chiêu bài đồ ăn cho chinh phục, bọn hắn nhau nhau hô bằng gọi hữu phía dưới, chỉ chốc lát sau, trong tiệm vị trí liền đã ngồi đầy, tại một đoạn thời gian ngắn bên trong, cổng thậm chí còn có người xếp hàng. Xem vội vàng không kịp chuẩn bị, một người thân kim đầu bếp, u u đọc sách phục vụ, thu ngân ba chức, bận rộn cái xoay quanh, thật vất vả chống nổi giờ cơm, còn phải lại kim chức làm việc vặt, đem trong tiệm thu thập sạch sẽ về sau, vừa định ngồi xuống thở một ngụm, cổng lại là đinh linh một tiếng, lại có khách tới cửa. Nhất định phải nhận người hỗ trợ. Sen hung tận cắn răng, bất đắc dĩ đứng dậy, đang muốn nói bản điếm đã đóng cửa, ta đĩa cũng còn không có tẩy đâu. Trông thấy người tới, không khỏi sửng sốt một chút. Đẩy cửa vào khách nhân, là người 20 tuổi tả hữu châu Á nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có lồi có lõm, một đầu thuận hoạt mái tóc đen dài dưới, là một trương trắng nõn ôn nhu kiều nộn khuôn mặt, lấy người hoa thẩm mỹ quan đến xem, tuyệt đối là trong trăm có một mỹ nhân. Sen thoáng kinh diễm một chút, lập tức nhận ra người tới, đây là lý thị cơm trưa quán trưởng lâu đến nay khách quen, cô lên uyên, hoa ngày hỗn huyết, tại Hoa Quốc sinh hoạt qua mấy năm, tại Nhật Bản cũng sinh hoạt qua mấy năm, hơn 10 tuổi lúc tới đến nước Mỹ, về sau định cư New York đừng nhìn nàng dáng người nhỏ không đáng chú ý, kỳ thật tinh thông hợp khí đạo cùng võ sĩ đạo, thân thủ bất phàm, là phụ cận một nhà nhật thức võ quán lão sư. Chờ một chút. Sen đột nhiên giật mình, người này thiết. Giống như có chút quen thuộc đuổi chân A. À. Đúng rồi. Cô Lên Uyên. Chẳng phải thiết quyền hiệp tương lai nữ phiếu, đầu đường anh hùng, long chi nữ ta, mà lại. Sư phụ của nàng, bác đồ, vẫn là the hen, năm ngón tay, một trong, bất quá, trong một đoạn thời gian rất dài, chính nàng cũng không biết điểm này. Sen, ngươi lăn cái gì đâu? Cô lên uyên nhíu mày, kỳ quái nhìn Sen một chút. Có vẻ giống như không biết ta giống như. Ê! Sen lấy lại tinh thần, cười khang một tiếng nói. Ha ha, làm sao lại thế? Keo Linh, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp, ta đều nhìn ngay người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 Sen lần đầu thực chiến Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cô Lên Quyên Tú mi hơi dương, lộ ra có chút kinh ngạc, Sen phụ mẫu còn tại thế lúc, nàng chính là lý thị cơm trưa quán khách quen, mặc dù bình thường tiếp xúc không nhiều, nhưng mấy năm ở chung xuống tới, cùng Sen cũng coi là rất quen thuộc, cái này cùng là Hoa Kiều, nhỏ hơn nàng bên trên một tuổi thiếu niên, tính cách rõ ràng là có chút thẹn thùng, xưa này sẽ không như hôm nay to gan như vậy, mở miệng liền khen nàng đẹp mắt, tò mò, không khỏi hỏi: Sen, nhà ngươi cửa hàng làm sao nhốt nhiều ngày như vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Sen đi lên phía trước, nửa thật nửa giả đáp: Không có gì, chỉ là ta tu hành đến khẩn yếu quan đầu, vài ngày trước đều đang bế quan luyện công. luyện công. Cô lên uyên càng phát cảm thấy kinh ngạc, hồ nghi hỏi: các ngươi lý gia là võ thuật thế gia sao? Ta làm sao không biết? Sen lắc đầu, xuất ra hôm qua ứng phó Danny Render bộ kia lý do thoái thác. Đó cũng không phải, ta từ nhỏ đã bái tại Quy Tiên Lưu, Môn Hạ, chỉ bất quá, trước kia tu hành chưa tới, không tốt lộ ra. Quy Tiên Lưu Cô Lên Uyên có chút hăng hái nhìn Sen một chút. Kỳ quái danh tự, là phố người Hoa Môn Phái sao? Không phải sen lại lắc đầu hỏi ngược lại ngươi biết côn luân sao nghe thấy côn luân hai chữ cô lên quyên không khỏi hiếp mắt lại nhớ tới Danny render quái nhân này sửng sốt một chút mới gật gật đầu nghe nói qua sen hôm qua đã lừa qua Danny render một lần hôm nay nói láo nói đến càng phát ra có thứ tự chúng ta quy tiên lưu liền cùng côn luân là ẩn thế môn phái ta khi còn bé cơ duyên xảo hợp quen biết một vị nhập thế, lão thần rùa, hắn thu ta làm đồ đệ, dạy ta khí, tu hành. Tiên nhân Cô Lên Uyên có một nửa người hoa huyết thống, mặc dù lâu dài sinh hoạt tại New York, hoa ngữ đã rất lạnh nhạt, nhưng tiên nhân, hai chữ phân lượng, còn không đến mức quên. Khẩu khí thật lớn. Sen nhúng nhúng vai, khoác lát không làm bản nháp. Hắn biết bay, nói là tiên nhân cũng không phải là quá đáng. Biết bay. Cô Lên Uyên hít sâu một hơi. "Ngươi nói là thông qua khí tu hành có thể khiến người ta bay lên?" "Không sai." Sen Nhẹ gật đầu. "Đó là một loại khá cao cấp khí công, gọi là Vũ Không Thuật, bất quá ta hiện tại khí còn rất yếu, trong thời gian ngắn không có tu tập tư cách." Nghe vậy, Cô Lên Uyên mang theo mặt mũi tràn đầy không tin, mở miệng nghi ngờ nói, "Ngươi là tại mấy tuổi thời điểm nhận biết cái kia cái gọi là tiên nhân?" Ta nhìn ngươi là bị lừa a? À. Sen không quan trọng cười cười, cũng không cùng nàng tranh luận. Nói mà không có bằng chứng, là thật là giả, ngươi về sau liền biết, sớm muộn có một ngày, ta cũng có thể bay lên, có rảnh đến ta võ quán một chuyến. Cô lên uyên tú mi hơi dương, tại chỗ biểu thị không phục. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có phải hay không học được công phu thật? Sen đang muốn tìm người luyện chiêu, thử một chút mình chất lượng mặt mũi tràn đầy kích động trả lời. Ta hiện tại liền có rảnh. Tốt. Hai người ăn nhịp với nhau, cô lên uyên gọn gàng mà linh hoạt xoay người một cái, cơm cũng không có ý định ăn. Chúng ta đi. Sen cởi quần áo lao động, đã khóa cửa tiệm, đi theo cô lên uyên đi qua nửa cái quảng trường, rất nhanh liền đi tới nàng giang kia tiểu võ quán. Cô lên uyên đi đến võ quán một cái góc, cầm lấy hai thanh đao gỗ, hỏi Sen ngươi có cần hay không binh khí? Không cần. Sen khoát tay áo. Ta sẽ chỉ quyền cước, bất quá, ngươi cứ việc dùng đao, nếu không đối ngươi không công bằng. Hà! Cô Len Quyên khó thở ngược lại cười, tuyệt đối không ngờ rằng, mình lại bị Sen xem thường, hạ quyết tâm muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nàng cầm đao gỗ đi lên phía trước, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm Sen nói. Hừ! Đây chính là ngươi tự tìm. Sen lần đầu thực chiến, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng nhờ vào Son Goku suốt đời kinh nghiệm chiến đấu, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bày ra thức mở đầu nói. Tới đi. Uống. Cô lên uyên trong miệng một tiếng kiều trá, trong tay đao gỗ thật nhanh cắt ngang tới, lại chỉ gặp Sen thuận nàng vung đao phương hướng, bỗng nhiên bước một bước dài, vây quanh nàng đao thế không thế bằng khía cạnh, ngay sau đó, một cái hung ác khuỷu tay kích, đã là đưa tới trước mặt của nàng thật độc công phu quyền cước cô Lên uyên hai mắt bỗng nhiên co rụt lại vội vàng dựng lên tay trái tại sen khuỷu tay khía cạnh dùng sức đẩy cả người mượn nguồn sức mạnh này hướng phía sau lui một bước nhưng mà không chờ nàng đứng vững gót chân xen một cái đá nghiêng lại đã là như bóng với hình theo sau làm sao có thể nhanh như vậy cô Lên uyên quá sợ hãi tránh cũng không thể tránh phía dưới đành phải hai tay mang lấy đau gỗ cứng trắng chống đỡ sen một cước chỉ nghe tầm ầm một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn phía dưới, đao gỗ không ngờ là từ đó bẻ gãy. Đá gãy đao gỗ về sau, sen bỗng nhiên thu lực, cũng không thuận thế đá vào cô Lên Uyên trên thân, ngược lại lui về phía sau một bước, không người làm cái, đã nhường, tư thế. U U đọc sách cô Lên Uyên đôi mi thanh tú đứng đấy, không nói một lời đi đến võ quán nơi hẻo lánh, từ dựa vào tường trong rương, xuất ra một thanh liền võ katana, soạt một tiếng dùng sức trút ra, giữ tại trên tay múa cái đao hoa, hiển nhiên là tán thành sen thực lực, cần nàng toàn lực ứng phó mới được. Sen mắt thấy hàng quan loè loẹt đao hoa, trong lòng khó tránh khỏi mát lạnh, lấy hắn hiện tại khí, có thể ngăn cản không ở sắc bén sắc thép, trúng vào một đao, kia là nhất định phải thấy máu. Không nên trêu chọc cái này con mụ điên a. À. Sen lúc này mới biết được hối hận, hiển nhiên đã tới đã không kịp, cô lên uyên lưỡi dao nơi tay, lập tức liền đoạt công tới sen không dám khinh thường, như dẫm trên băng mỏng thận trọng dẫm lên toái bộ, không ngừng tránh né lấy đao quan đồng thời, cũng một mực tại tìm kiếm lấy phản công thời cơ. Cái gọi là thủ lâu tất thua, sen né mười mấy đao về sau, dưới chân bộ pháp khó tránh khỏi vừa loạn, cả người thân hình trì trệ, cô lên uyên gặp này cơ hội tốt, một đôi mắt to quả thực là sáng đến tỏa ánh sáng, trong miệng một tiếng khẽ kêu, vào đầu chính là một đao. Thân ở lưỡi đao phía dưới, sen toàn thân lông mau dựng đứng, liều mạng đè nén muốn né tránh bản năng, dưới chân không lùi mà tiến tới, duỗi thẳng tay phải cánh tay, bàn tay năm ngón tay tách ra, nhắm ngay cô lên uyên bộ ngực cao vút, trong miệng hét lớn một tiếng. Quảng tu ti. Vải. Bịt kín võ quán bên trong, đột nhiên cuồng phong gào thét, cô lên uyên rõ ràng trông thấy sen bàn tay, cách nàng bộ ngực còn có mười mấy cm, lại chỉ cảm thấy phản phất có một con bàn tay vô hình. Đối diện hướng nàng đẩy tới, một đạo mãnh liệt phong áp đầu tiên thổi lên mái tóc dài của nàng, mê hoặc con mắt của nàng, ngay sau đó, ngay tại trước ngực nàng kia hai viên tròn vo bán cầu, nhận một cổ vô hình cự lực xô đẩy, bị đè ép đến song song thay đổi hình đồng thời, nàng hai cước cũng Không khỏi tự chủ rời đi sàn nhà, cả người đằng không mà lên, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 07 Quảng Tu Ti Tảng đá cây kéo vải nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thân ở giữa không trung cô lên uyên, rất nhanh khắc phục trong lòng bối rối, điều chỉnh tứ chi tìm được cân bằng, vững vàng hai cước chạm đất, bạch bạch bạch, liền lùi lại ba bước, tháo hết trên người lực đạo về sau, che ngực cảm thụ một chút. Lúc này kinh ngạc phát hiện, rõ ràng nàng nhận lấy nặng nề một kích, người đều bị đẩy bay, cũng không có nhận tổn thương gì, ngoại trừ đứng mũi chịu sào bộ ngực, hơi cảm thấy có chút đau nhức bên ngoài, cũng chỉ là trước ngực nổi bật nhất hai điểm cảm. Thấy có chút tê tê. Sen đang lăn không một chưởng đẩy bay cô lên uyên về sau, chỉ cảm thấy toàn thân chột dạ, không khỏi hai tay án lấy đầu gối, thật sâu đến gặp cả lưng, thở hồng hộc, mắt thấy trên mặt xấu hổ cô lên uyên, lại giơ lên trong tay katana, tranh thủ thời gian nâng lên cánh tay hô. Ngừng. Ta không còn khí lực. Nhận thua. Cô Len Uyên hậm hực buông xuống đao, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đè nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Vừa mới cái kia, chính là ngươi học quy tiên lưu khí công. Sen lau trên trán mồ hôi rịn, chật vật đứng thẳng lưng lên, nhẹ gật đầu. Ân, chiêu kia gọi là vải, xuất từ quảng tù tì. Tảng đá cây kéo vải, đây là chúng ta, quy tiên lưu, nhập môn chiêu thức, tảng đá là quyền thuật, cây kéo là chỉ công, vải là trưởng công. Quảng tu ti vải, đem khí từ bàn tay thả ra, chuyển hóa làm một cổ lực có thế, ban sơ chỉ có thể dùng để đẩy ra địch nhân, tại thuần thục nắm giữ về sau, có thể linh hoạt lôi kéo, thậm chí trói buộc chặt địch nhân. Tuy nói là nhập môn chiêu thức, nhưng tương đối đơn giản hơn kiến thức cơ bản khí tức ngoại phóng tới nói, quảng tu tì. Vải nhiều hơn chuyển hóa lực có thế quá trình này, đối khí tiêu hao khủng bố hơn được nhiều, sen sợ dĩ sẽ mệt mỏi đứng cũng không vững chính là bởi vì dùng sức quá mạnh, cơ hồ là hoàn toàn hao hết thể nội khí. Chỉ là nhập môn chiêu thức mà thôi sao? Cái này quy tiên lưu, ngược lại là xác thực thật lợi hại. Cô lên nguyên theo bản năng tay giơ lên, vuốt vuốt có chút đau nhức ngực, hoàn toàn không có chú ý tới, nàng cái này vô tâm động tác, để sen thấy hai mắt đăm đăm, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hận không thể hô to một tiếng buông ra. Để cho ta tới. Sen dùng hết lớn lao nghị lực mới dời đi ánh mắt tặng hắn một cái nói khụ khụ hiện tại tin tưởng ta học chính là công phu thật cô lên uyên nhết miệng ám đạo cái này cũng chưa tính công phu thật vậy ta học tính là gì mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi các ngươi quy tiên lưu khí công là bất luận kẻ nào đều có thể học được sao xen nghĩ nghĩ lập lờ nước đôi đáp trên lý luận đúng vậy bất quá rất khó nhất định phải hoàn toàn khai phát xuất từ thân, khí, mới được, ta cũng là gần nhất mới nắm giữ một điểm gia lông. Cô lên uyên học nghệ từ khi côn luân làm phản ra the hen, đối với khí cũng không lạ lẫm, nghe vậy nhãn tình sáng lên, tính cách của nàng cực kỳ hiếu thắng, đối sức mạnh như thế khí công, đương nhiên là rất có hứng thú. Vậy ngươi cảm thấy, ta có thể học được sao? Hẳn là được thôi. Xem nhìn nàng một cái. Ngươi khí kỳ thật so với ta mạnh hơn, chỉ là hoàn toàn sẽ không vận dụng, cho nên lực lượng cùng tốc độ mới có thể không bằng ta. Cô Lên Uyên khóe miệng dương lên, vẻ mặt tươi cười hỏi. Có thể dạy ta sao? Vẫn là phải đến bái sư mới được. Cũng không cần bái sư như vậy long trọng. Sen khoát tay áo, ngay tại cô Lên Uyên đầy cõi lòng chờ mong trong ánh mắt, ý đột nhiên nhất chuyển. Làm bạn gái của ta là được rồi cô lên uyên nụ cười trên mặt cứng đờ, hung tợn trừng sen một chút, sở trường bên trên đao một chỉ cổng. Cút. Sen lơ đỉnh hắc hắc, cười một tiếng, mười phần nghe lời hướng đi cổng, trước khi chia tay, quay người hướng cô lên uyên phất phất tay. Hôm nào gặp, keo linh. Cắt. Cô lên uyên đưa mắt nhìn sen bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, biểu môi xì một tiếng về sau, bỗng nhiên lại, phốc xích, cười một tiếng. Tiểu tử này, Ngược lại là trở nên so trước kia thú vị nhiều, cự tuyệt người phương thức vẫn rất đặc biệt. Ách, ta lúc đầu không phải đi chỗ của hắn ăn cơm nha. Nha, được rồi, đều cái giờ này, đến ban đêm lại ăn đi. Một bên khác, Sen đang đi ra cô lên uyên võ quán về sau, trực tiếp trở về mình nhà hàng, sau đó đi vào bếp sau, đeo lên cao su thủ sáo, bắt đầu. Rửa chén đĩa. Ta muốn chiêu công đợi đến sen tẩy xong đống kia thành núi nhỏ bẩn đĩa người đã làm mệt mỏi gần chết hắn lung tung xoa xoa tay ngựa không ngừng vó làm cái chiêu công quảng cáo trực tiếp hướng cửa tiệm bên trên vừa kề sát bản điếm tuyển nhận tạp vụ công một phục vụ viên một nhưng bao ăn ở tiền lương gặp mặt trả giá lúc này cách buổi tối giờ cơm đã rất gần sen không để ý tới nghỉ ngơi lại làm lên công tác chuẩn bị hắn vừa mới phối đồ ăn kết thúc cũng chỉ nghe đinh linh một tiếng có khách tới cửa Hoàng nghênh ánh sáng. Sen từ sau trụ đi ra, một câu còn chưa nói xong, liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Ngươi tại sao lại tới? Có biết nói chuyện hay không? Ta tới dùng cơm không được à? Từ giữa trưa đói bụng đến hiện tại cô lên uyên, u u đọc sách tức giận đi vào cửa đến, ngay sau đó lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ vào cửa tiệm bên trên chiêu công quảng cáo hỏi. Ngươi chiêu đến người sao? Sao có thể a? À? vừa dán đi lên không đầy một lát đâu, sen tiến lên đón đến, nói đùa nói ra, làm sao? ngươi dự định nhốt võ quán, đến cho ta làm công a? À? phi, cô lên uyên đầu tiên là lầm bầm một câu, ngươi nghĩ hay lắm, sau đó mới nghiêm sắc mặt nói, ta có cái võ quán bên trong học sinh, là cái lưu lạc đầu đường cô nhi, mặc dù trên người nàng có ăn cấp án cũ, nhưng kỳ thật là cái hảo hài tử, chỉ là vận khí không tốt có thể hay không để cho nàng đến ngươi cái này làm cái phục vụ viên. Được a, à, lúc nào có thể tới làm? Xem một lời đáp ứng, nói đùa cái gì, đừng nói chỉ là cái vô hại trộm, lúc này chỉ cần có người đến giúp hắn rửa chén đĩa, tội phạm giết người hắn cũng dám thu. Đêm nay là được, nàng từng có đương phục vụ viên kinh nghiệm, trực tiếp liền có thể vào cương vị, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng. Cô lên Uyên nhìn ra sen vội vàng, hội ý lấy điện thoại cầm tay ra đi ra hai bước gọi điện thoại, rất nhanh liền lại đi trở về, nâng tay lên bên trong điện thoại, quyết định nàng một hồi liền tới, quá tốt rồi, giúp ta đại ân, Xen mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi lên trước, tới tới tới, ngồi một chút ngồi, ta mời ngươi ăn cơm, cô lên uyên khoát tay áo, là ngươi giúp ta mới đúng, ăn cơm có thể, tiền ta vẫn còn muốn cho, lý thúc bọn hắn, đi về sau một mình ngươi cũng rất không dễ dàng. Không cần. Sen vung tay lên. Tình trạng kinh tế của ta rất tốt, có chuyện nói ngươi cũng không tin, hôm qua quen biết một cái siêu có tiền oan đại đầu, bởi vì đắc tội ta, nhất định phải đền bù ta một tháng thu nhập. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Bắc cực tinh Lana Lenser Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Siêu có tiền một tháng. Cô Lên Quyên suy nghĩ hai chữ mấu chốt này, luôn cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết, qua nửa ngày, trừng to mắt nói. Ngươi nói, không phải là Danny Render à? Nghe vậy, Sen lấy làm kinh hãi. À, làm sao ngươi biết? Hắn vài ngày trước cũng đắc tội ta, bồi thường ta ba tháng võ quán tiền thuê nhà. Sen trầm mặt nửa ngày, cắn răng nghiến lợi oán hận nói ra. Ba tháng cái này trọng sắc khinh hữu hỗn đảng. Thế mà chỉ bồi thường ta một tháng. Cô Lên Uyên im lặng nhìn sen nửa ngày, kinh ngạc với hắn kia kỳ hoa chú ý điểm, miệng bên trong cũng không đề cập tới đưa tiền sự tình, tại một trương trước bàn ăn tọa hạ nói. Uy, ngươi đến cùng còn muốn hay không mời ta ăn cơm? Đương nhiên muốn mời. Sen lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Vẫn là ngươi thường ăn những cái kia. Nếu không, thử một chút ta mới nghiên cứu ra được khí công thịt nướng. Tốt, vậy liền thử một chút chứ sao? Thành. Lập tức tới. Sen rất nhanh bưng lên một mâm lớn xử lý tốt thịt tươi, ngay trước cô lên uyên mặt dùng khí công nướng chính, mặc dù tại võ quán bên trong đã từng gặp qua quảng tu ti. Vải, nhưng đối mặt lộ ra hoàn toàn khác biệt, khí tức ngoại phóng, cô lên uyên vẫn không khỏi tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Lợi hại một chiêu này lại kêu cái gì? Đến tột cùng là thế nào làm được? Cái này kỳ thật chỉ là kiến thức cơ bản, không tính là gì chiêu thức, liền gọi khí tức ngoại phóng, nguyên lý rất đơn giản, khí là một loại sinh mệnh năng lượng, phóng thích năng lượng sẽ sinh ra nhiệt độ cao, dùng loại phương thức này thịt nướng, cũng coi là một loại tu hành, có thể làm cho ta càng thêm tinh tế khống chế khí. Xem đơn giản giải thích một câu, đưa lên dao nĩa nói. Nếm thử đi vậy ta liền chạy. Mời dùng, ta phải chào hỏi khách khứa, không nhiều bồi. Đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Theo giờ cơm đến, trong nhà hàng lục tục ngồi đầy khách nhân, sen lại bắt đầu loay hoay xoay quanh, cũng may trải qua buổi trưa bận rộn, lần này hắn trước đó có chuẩn bị, giảm bớt không ít lượng công việc, cô Lên Uyên đang ăn xong thịt nướng về sau, rất trượng nghĩa cho hắn dựng nắm tay, sau đó, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ tóc ngắn, cũng gia nhập hỗ trợ hàng ngũ, Sen nhìn ở trong mắt, trong lòng biết đây chính là Cô Lên Uyên nói cái kia võ quán đồ đệ, nhìn nàng kia thuần thục. Bộ dáng hiển nhiên phục vụ viên phần công tác này, đối với nàng mà nói cũng không lạ lẫm. Có hai người giúp đỡ, Sen lập tức liền nhẹ nhõm nhiều, bất tri bất giác liền đã chịu đựng qua giờ cơm, đưa tiễn trong tiệm tất cả khách nhân về sau, Sen phủ lên đình chỉ kinh doanh bản hiệu, chào hỏi Cô Lên Uyên cùng thiếu nữ tóc ngắn nói: đều không vội sống, tọa hạ tâm sự. Ba người ngồi đối diện nhau, sen mắt nhìn thiếu nữ tóc ngắn, trước tiên mở miệng nói. Người tốt, ta là Sen Ly, là Keo Linh bạn cũ. Thiếu nữ tóc ngắn là điển hình người châu Âu loại, ngũ quan xinh xắn nhìn có điểm giống Germanic Duệ, khuôn mặt gầy gò, dáng người tinh tế, da thịt tái nhật, cả người một bộ yếu đuối dáng vẻ, ánh mắt lại là lộ ra một cổ bất khuất kiên cường, cho người ta mang đến một loại mâu thuẫn mỹ cảm mà càng thêm kỳ quái là, nàng đầu kia sống vai tóc ngắn, đúng là cùng chủng tộc hoàn toàn không tương xứng màu đen nhánh, nàng dùng một đôi màu xanh biếc mắt to, có chút ít cảnh giác nhìn xem một chút, tích. Chữ như vàng tự giới thiệu mình. Lana Lenser. Ta có thể bảo ngươi Lana sao? Sen thử hỏi một câu, gặp Lana Lenser sau khi gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói ra. Lana, ta có thể cho ngươi đãi ngộ là tiền lương 1.500 đô la, giờ công là giữa trưa cùng ban đêm các 3 giờ, có thể miễn phí cung cấp ăn ngủ, đúng, bởi vì hiện tại còn thiếu khuyết tạp vụ công, nếu như ngươi nguyện ý tạm thời thay thế phần công tác này, ta sẽ còn tăng thêm lúc củi 8 đô la trợ cấp, ngươi suy tính một chút, nhìn xem có vấn đề hay không. Lana Lenser thân là cô Nhi, rất sớm đã bắt đầu ở đầu đường bên trên sờ bò lăn lộn, trong lòng biết đối với một phần phục vụ viên công việc, sen mở ra đãi ngộ đã là tương đương ưu hậu, huống chi, bởi vì trên người nàng cổng cảnh sát ăn cắp án cũ, căn bản không có người nguyện ý thuê nàng, lúc này thống khoái gật đầu đồng ý, không có vấn đề, ta tiếp nhận phần công tác này, cũng nguyện ý làm nhiều ít chuyện vặt, dãy điểm thu nhập thêm. Được rồi. Xen nhẹ gật đầu, chuyển hướng cô lên Uyên nói. Kêu Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến gì. Cô lên Uyên cười cười, trêu ghẹo nói ra tin rằng ngươi cũng không dám khi dễ học sinh của ta. Ha ha, vậy liền định như vậy. Sen cười khang một tiếng, lập tức đứng dậy, trịnh trọng việc hướng Lana Lenser đưa tay phải ra. Lana, hoan nghênh gia nhập lý thị cơm trưa quán. Lana Lenser đầu tiên là ngay ra một lúc, về sau mới đi theo đứng lên, dùng đầu ngón tay cùng Sen cầm cái tay. Kia ta có phải hay không nên gọi ngươi lão bản rồi? Tùy tiện. Sen không quan trọng nhún nhún vai. Chúng ta chính là nhà tiểu điếm, không có quy củ nhiều như vậy, ngươi có thể gọi ta lão bản, cũng có thể gọi ta Lý, gọi thẳng tên gọi Sen cũng được. Lana Lenser trầm mặt một chút, u u đọc sách nghiêng đầu nói ra. Ta còn là bảo ngươi lão bản đi. Ok. Sen không phải không thể nhẹ gật đầu, do dự một chút, mở miệng hỏi. Lana, ngươi là mình ở tại bên ngoài, vẫn là. Nghe vậy không đợi Lana Lenser mở miệng, cô lên uyên cướp nói ra. Sen, nàng không có chỗ ở, ngươi đến cho nàng an bài ký túc xá. Sen SEI Tiếng Nhật, sư phó, phát âm, Lana Lenser có chút khó chịu quay đầu đi, đối cô lên uyên nói ra. Ta ở tại bên ngoài không có chuyện gì, có thể bảo vệ tốt mình. Không được. Cô lên uyên trừng ánh mắt lên. Ở tại vứt bỏ công trình kiến trúc bên trong, bị cảnh sát đuổi đến đuổi đi chơi rất vui sao? Ngươi có phải hay không còn muốn cho mình thêm cái phi pháp xâm lấn án cũ? Liên tiếp bị nàng vạch trần, Lana Lenser trên mặt mũi hoàn toàn nhìn không được rồi, cuột cường quay qua đầu. Sen SEI. Ở chỗ nào là tự do của ta? Ngươi không thể thay ta làm quyết định. Ngươi còn biết gọi ta Sen SEI. Khụ khụ. Linh. Ngươi đừng vội sen mắt thấy tràn diện có chút không kiểm soát, tranh thủ thời gian vội ho một tiếng, đánh cái giảng hòa. Lana, như vậy đi. Ta tại nhà hàng lầu 2 an bài cho ngươi cái gian phòng, ngươi có thể tạm thời trước tiên làm làm phòng nghĩ đến sử dụng, về phần muốn hay không làm ký túc xá thường ở, ngươi về sau sẽ chậm chậm làm quyết định, như thế nào? Lana sơ im ắng nhẹ gật đầu, liếc trộm một chút sắc mặt có chút khó coi cô lên uyên, trốn tránh giống như đi ra hai bước lão bản, còn có mấy trương cái bạn không có thu thập, ta đi trước công tác. Đi thôi, thu thập xong về sau, đem đĩa tẩy, sau đó ngươi liền có thể tan việc. Được. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09 Cường Đại Bắc Cực Tinh Tiểu Tỷ Tỷ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Đợi cho Lana Lancer đi xa, sen có chút kỳ quái nhìn xem cô lên uyên, nhỏ giọng nói ra chuyện gì xảy ra? Keolin, phản ứng của ngươi có phải hay không quá lớn? Cái này nhưng không hề giống ngươi. Ngươi là không biết. Cô lên uyên nhếch miệng, tự hồ có cái gì nàng ngôn chi ẩn. Đứa nhỏ này tương đối đặc thù, một người ở tại bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị nhầm vào. Như thế. Xem nghĩ đến Lana Lenser kia tinh xảo khuôn mặt, đích thật là rất để cho người ta kinh diễm, nhận đồng phụ họa nói xinh đẹp như vậy nữ hài tử, xác thực sẽ khá dễ dàng gây phiền toái. Không phải ý tứ này. Cô lên uyên bực bội lắc đầu, hơi do dự một chút, tiến đến sen bên tai, nhỏ giọng nói ra. Nàng là cái người đột biến. Người đột biến. Lana Lenser. Sen chỉ cảm thấy trong đầu, ông, một thanh âm vang lên, theo bản năng tự nhủ. Không thể nào. Gặp hắn cái phản ứng này, cô lên uyên nhíu mày ngươi có ý tứ gì? Tại trong ấn tượng của ta, ngươi thế nhưng là một mực rất động tình người đột biến tao ngộ, cho nên mới chịu nói cho ngươi. Không không, ngươi hiểu lầm, ta không có kỳ thị nạn ý tứ. Sen liên tục khoát tay, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra. Ta chỉ là, đột nhiên nhớ tới một cái đồng dạng họ, Lancer, người đột biến. Eric Lancer, đại danh đỉnh đỉnh Mangeto, chỉ cần có kim loại tồn tại địa phương, hắn chính là thần đồng dạng tồn tại. Nhưng là, đây không có khả năng A, à. Sen vừa tới đến thế giới mát vô thời điểm, liền đã đã làm kỹ càng điều tra, thế giới này mặc dù có người đột biến, nhưng là hoàn toàn không có thành tựu, đã không có ít chiến cảnh, cũng không có người đột biến huynh đệ hội tồn tại. Trên thực tế, ở vào S-H-I-E-L-D, ở khắp mọi nơi giám sát, cùng Sentry đặt cần sử không để lại dư lực chèn ép phía dưới, người đột biến cũng căn bản không có khả năng hình thành ra dáng thế lực mà đã như vậy huynh đệ hội thủ lĩnh mangato cũng không nên tồn tại mới đúng nếu không lấy lão vạn kia kiệt ngạo bất tuần tính cách làm sao có thể không ra mặt gây sự tình như vậy dưới tình huống như vậy mangato nhỏ nhất nữ nhi biến chủng năng lực cùng hắn một mạch tương thừa bắc cực tinh lana Lenser, lại là từ chỗ nào xuất hiện chẳng lẽ chỉ là trùng hợp Chính Sen cũng không tin thuyết pháp này, hiếu kỳ mở ra khí tức cảm ứng, hướng Lana Lenser tìm kiếm. Sau một khắc, tại cô lên uyên ánh mắt kinh ngạc bên trong, không hiểu thấu liền phát khởi ngốc Sen, đột nhiên toàn thân chấn động, trên trán nhỏ xuống từng viên lớn mồ hôi lạnh. Người thế nào? Ông trời ơi, thật mạnh khí. Sen khó nén khiếp sợ trong lòng, liền ngay cả cô lên uyên ân cần hỏi thăm, cũng căn bản không để ý tới phản ứng tại hắn cảm ứng bên trong lana Lenser cái này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương thể nội có một cổ cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt khí mà cổ này khí cường độ là chính hắn 50 lần nếu như nói người bình thường khí là một sen khí chính là hai mà lana Lenser là 100. lấy một chống trăm thực lực a không hổ là bắt cực tinh tiểu tỷ tỷ ngươi đến cùng đang nói cái gì cô len quyên châu mày dùng sức đẩy xen một thanh cái gì tốt mạnh khí? Sen chật vật nuốt ngụm nước bọt, dùng khó nói lên lời ánh mắt, yên lặng nhìn cô lên uyên một chút, ở trong lòng điên cuồng oán thầm nói: "Ngay thơ phàm nhân a, ngươi đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Thế mà còn lo lắng Lana sẽ có nguy hiểm. Nàng một cái có thể đánh ngươi mười mấy cái. Kêu Linh, ngươi quá lo lắng, Lana rất mạnh, mạnh phi thường. Ngươi bình thường căn bản không thể nào là đối thủ của nàng." nghe vậy cô lên uyên lộ ra một cái ngươi là ngớ ngẩn a biểu lộ nói nhảm nàng là người đột biến a ta lo lắng không phải nàng thù thương mà là nàng đã thương người người đột biến một khi thức tỉnh ngay lập tức sẽ thu hoạch được thập phần cường đại năng lực mà bởi vì thân thể đột nhiên đột biến tự nhiên sẽ khó thích ứng trên cơ bản tất cả người đột biến tại cảm xúc kích động tình huống dưới năng lực đều sẽ xuất hiện khác biệt trình độ mất khống chế Sen nghe xong liền dây hiểu. Út! Ngươi là lo lắng năng lực của nàng mất khống chế, thậm chí sẽ tạo thành thương vong, kết quả bị SHIELG cùng Sentry đặt cần xử, truy nã. SHIELG Cô Len lại là cho mày một cái. Sentry đặt cần xử ta biết, SHIELG lại là cái gì? Mẹ nó! Kịch thấu! Sen lúc này mới nhớ tới, không giống bày ở ngoài sáng Sentry đặt cần xử, SHIELG làm việc lấy bí ẩn mà lấy xưng, người bình thường căn bản không có khả năng biết được, hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, dứt khoát kéo ra cái kia vừa thối vừa dài danh tự, qua loa giải thích nói. Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục, tên gọi tắt. Cái gì cái gì cục? Cô Lên Uyên quả nhiên bị cuốn choáng, hồ nghi nháy mắt. Đây không phải ngươi biên ra a? À? Ha ha. Xen ngoạn vị cười cười. Là thật, ta chỉ có thể nói, lấy cái tên này người, thật rất muốn cho bọn hắn tên gọi tắt, có thể ghép thành S H I E L d Lải nhảy, U U đọc sách cổ cổ quái quái. Cô lên uyên nhất miệng, đem đã kéo tới chân trời chủ đề, một lần nữa kéo lại, nói chính sự. Ngươi nhưng phải mau chóng để Lana vào ở chỗ này, nàng một người lang thang đầu đường, ta thật sự là không yên lòng vậy ngươi liền không sợ nàng một cái mất khống chế đem ta cái này tiểu điếm phá hủy sen liếc mắt mặc dù có chút không tình nguyện thật cũng không đem lời nói chết ta tận lực đi bất quá theo ta thấy nàng giống như ngươi là cái tính tình bướng bỉnh cũng không dám đánh với ngươi cam đoan cái gì gọi là giống như ta lời nói dư thừa cô lên uyên trả sen bạch nhãn ta về võ quán chính ngươi nhìn xem xử lý đi sen nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn cô lên uyên rời đi về sau, tìm ra một chuỗi dự bị chìa khóa, ném cho Lana lenser nói. Đây là trong tiệm chìa khóa, lớn cái kia dùng để mở cửa trước, tiểu nhân là cửa sau, ngươi kết thúc công việc về sau, nhớ kỹ giữ cửa khóa kỹ, à, đúng, trưa mai 11.3 không khởi công, không muốn đến trễ. Dứt lời, cũng mặc kệ có chút mắt trợn tròn Lana Lenser, sen trực tiếp đi đến thang lầu, đi nhà hàng lầu hai phòng khách lại là căn bản liền không có sách dừng chân sự tình, cái này nếu để cho còn chưa đi xa cô lên uyên biết, nhất định muốn liều với hắn. Thật là một cái quái nhân. Lana lên sơ nhìn xem sen bóng lưng biến mất tại đầu bậc thang, không khỏi cau mày lầm bầm một câu. Chẳng lẽ liền không sợ ta trộm đồ? Bởi vì trên người có ăn cắp án cũ, Lana gặp nhiều coi nàng là tạc phòng người, cho dù có một số người mặt ngoại không nói, cũng không có khả năng giống sen như thế thần kinh thô, phải biết, nàng rõ ràng nhìn thấy, nhà hàng trong quầy thu ngân mặt, thế nhưng là có mấy trăm đô la tiền mặt tại, nhưng mà, sen chẳng những nửa điểm đều không có đề phòng nàng, thậm chí còn cho nàng trong tiệm chìa khóa. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Khôi phục được quá nhanh Long Châu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chẳng lẽ Đó là cái khảo nghiệm Lana sờ mắt liếc trong quầy thu ngân một đống tiền mặt, như tỳ xa hạt cách xa hai bước, nghi thần nghi quỷ nghĩ nửa ngày, vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Nàng làm sao biết, sen thuần túy là bị nàng cái kia khổng lồ vô song khí dọa cho lấy, lúc này đang núp ở trong phòng an ủi đâu. Kỳ thật, sen căn bản là mình hù dọa mình, khí tức cảm ứng mang cho hắn rung động quá mức mãnh liệt, đến mức hắn trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt. Là Na đúng vậy, khí mạnh hơn hắn 50 lần, không có nghĩa là thực lực chính là hắn 50 lần, bây giờ vẫn là thiếu nữ thời kỳ, bắt cực tinh, tiểu tỷ tỷ, hẳn là mới phát giác tỉnh không bao lâu, đối năng lực trưởng không còn rất non nớt, cũng không có ngày sau hắn biết mạnh như vậy. Đợi cho vẫn chưa hết sợ hãi, sen rốt cục phản ứng lại, nghĩ đến mình làm người hai đời, thế mà bị một cái 18 tuổi tiểu cô nương sợ vỡ mật, không khỏi tự dễu cười cười, hắn đứng dậy đi ra phòng ngủ chính bắt đầu thu thập ở vào phòng khách một bên khác hai gian lần nằm, hắn định đem cái này hai gian phòng trống, coi như viên công túc xá đến sử dụng, phải đem bên trong vật phẩm tư nhân đều thanh lý ra. Sửa soạn xong hết về sau, Sen đem Lana kêu lên lâu, để nàng tại hai gian trong phòng ngủ chọn lấy một cái, tạm thời trước sung làm phòng nghỉ sử dụng, sau đó, đưa cho nàng một trương màu trắng giấy A4, cùng một con màu đen cô bút. Ê, chính ngươi viết lên danh tự, dán tại trên cửa đi. Lana sững sờ tiếp nhận giấy trắng, sau một lát, nàng nhìn xem dán lên mình danh tự tấm kia cửa phòng, đột nhiên ý thức được, cái này còn giống như là lần đầu tiên, nàng đem danh tự đánh dấu tại vật gì đó bên trên. Thuộc về chính ta gian phòng. Lana nhẹ nhàng cắn răng, cưỡng ép bị đè nén khát vọng trong lòng, yên lặng đối với mình nói ra. Ngươi là người đột biến, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một chỗ, sẽ là ngươi lâu dài chỗ dung thân. Lão bản còn có việc sao? Ta để còn không có tẩy xong. Không sao, ngươi đi đi. Nhìn xem Lana bước nhanh đi xuống thang lầu, Sen không khỏi nhíu mày, tại vừa mới một nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được, Lana khí kịch liệt ba động một chút. Người đột biến cảm xúc một kích động, năng lực liền dễ dàng mất khống chế, đây chính là nổi danh thường thức, Sen không khỏi lại bắt đầu hoài nghi, hắn thật có thể cố gắng bắt cực tinh tiểu tỷ tỷ sao. Nàng tại toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng là không thua bởi Mangeto tồn tại, năng lực hoàn toàn bộc phát, vài phút liền có thể phá hủy hắn tiểu điếm. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nên đi tu luyện. Sen dùng sức lắc đầu, hất ra buồn lo vô cớ ý nghĩ, quay người đi hướng từ thư phòng cải tạo thành tỉnh thất, tiếp tục hôm nay tu hành, chỉ cần hắn tự thân năng lực đủ cường đại, bất kỳ cái gì khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Quá chậm. Ba giờ sau, Sen đi ra tỉnh thất, Đối với mình tu hành tiến độ bất mãn hết sức, đồng thời ở trong lòng quyết định chủ ý, lần tiếp theo tập hợp đủ Long Châu, hắn nhất định phải hướng thần Long cầu nguyện, để cho mình có được người sai gian thể chất, không trông cậy vào có thế giống Son Goku, như thế cửi tên lửa giống như tăng lên thực lực, nhưng chỉ cần có thể so sánh hiện tại nhanh hơn gấp đôi, hắn cũng liền 10 phần đủ hài lòng. Nghĩ tới đây, sen cúi đầu, nhìn một chút tay phải trên mu bàn tay hình xăm, lúc này kinh ngạc phát hiện lại có một phần ba đồ án, đã từ màu xám biến thành kim sắc, phải biết, cách hắn lần trước cầu nguyện, mới qua 10 ngày mà thôi. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần lại có 20 ngày, Long Châu liền sẽ tràn ngập năng lượng, có thể triệu hoán thần Long rồi. Sen vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tại hoàn toàn tràn ngập năng lượng trước đó, hắn không cách nào dựa vào trên mu bàn tay ngũ tinh châu, đi cảm ứng cái khác sáu viên Long Châu vị trí, chỉ có thể suy đoán lung tung nói, thế mà lại nhanh như vậy. Không nên a, à, chẳng lẽ nói, trong đó một viên long châu, đúng lúc rơi vào cái gì khó lường nguồn năng lượng thể phụ cận. Tỷ như nói, thế giới mát vô nổi danh nhất bảo vật, kia sáu viên ẩn chứa vô hạn năng lượng vô hạn bảo thạch. Mà theo Sen biết, bây giờ tồn tại ở trên địa cầu vô hạn bảo thạch có hai viên, trong đó được xưng là Agamotto Chi Nhãn Thời gian Bảo Thạch, tại Chí Tôn Pháp Sư. Cổ mục, trên tay, ở vào tên là Cha Ma Thái Cơ, mà Pháp Thánh Địa Trong, mà lấy vũ trụ khối Rubik, hình thức tồn tại không gian bảo thạch, thì là cùng Captain America, cùng một chỗ, an nghĩ tại xa xôi bắc cực tầng băng hạ một nơi nào đó. Sẽ không thật trùng hợp như vậy đi. Sen khóe miệng giật một cái, muốn thật sự là như vậy, hắn cũng không có bản sự chạy đến bắc cực, từ độ dày lấy gạo làm đơn vị tầng băng dưới, đem long châu cho móc ra còn bị ma pháp kết giới nơi bao bọc cha ma thái cơ từ trên lý luận tới nói có ma pháp kết giới ngăn cản long châu hẳn là sẽ không rơi vào nơi đó mới đúng hẳn là sẽ không tuyệt đối không nên a à. hiện tại lại thế nào đoán mò cũng vô dụng vẫn là chờ năng lượng đầy lại nhìn đi sen hất ra trong lòng kia dự cảm bất tường nhấc chân đi xuống lâu đi trong cửa hàng dò xét một phen chỉ gặp tất cả cái bàn đều đã dọn dẹp sạch sẽ u u đọc sách bếp sau bên trong một đống bẩn đĩa, cũng tại sau khi tắm, chỉnh chỉnh tề tề gấp lại tại trừ độc trong tủ, lại kiểm tra một chút cửa trước sau, phát hiện đều đã bị khóa tốt. Về phần giải quyết đây hết thảy Lana Lenser, đã sớm không thấy bóng dáng, chắc là trở về chính nàng chỗ ở, theo cô Lên Uyên nói, hình như là tại tòa nào đó vứt bỏ công trình kiến trúc bên trong. Ha ha! Sen che miệng ngáp một cái, mặt mũi tràn đầy buồn ngủ trở lại trên lầu, bận rộn cả ngày, là thời điểm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Sen đúng giờ tỉnh lại, đi ra ngoài thu mua một nhóm mới nguyên liệu nấu ăn, để vào nhà hàng bếp sau tủ lạnh về sau, lại đi lầu hai tỉnh thất, tiếp tục kiên trì không ngừng tu hành, thẳng đến 11 giờ đúng đồng hồ báo thức vang lên, lúc này mới đi ra tỉnh thất, xuống lầu mở ra cửa tiệm. Lúc này mới 11 giờ số không mấy phần, cách nghĩa rộng bên trên lúc nghỉ trưa ở giữa còn có một hồi, nhưng mà, Sen chân trước mở ra cửa tiệm, vừa mới xoay người sang chỗ khác, cũng chỉ nghe đinh linh một tiếng, có người đẩy cửa tiến đến. Sen còn có một cặp công tác chuẩn bị không có làm, xoay người lại nhân tiện nói, "Không có ý tứ, chúng ta tạm thời còn chưa có bắt đầu kinh doanh." "Ách, ta không phải tới ăn cơm." Đi vào cửa tới là 15-16 tuổi nhỏ gầy thiếu niên, hắn nhìn xem lớn hơn mình không được 2 tuổi Sen, có chút chần chờ hỏi, "Xin hỏi ngươi là tiệm này lão bản sao? Sen có chút kỳ quái nhẹ gật đầu. Đúng là ta, ngươi có chuyện gì không? Ngươi tốt, ta gọi Peter Parker, muốn nhận lời mời tạp vụ công phần công tác này. Sen hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, ngạc nhiên trầm mặt nửa ngày, vẻ mặt thành thật hỏi. Ngươi nói ngươi gọi cái gì tới? Peter Parker, tiên sinh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.